Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại nhà của chúng tôi. Và hy vọng là những video sau đây của chúng tôi sẽ thật là hữu ích dành cho tất cả các bạn. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục của ngày hôm nay nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bài thuốc trị đau dạ dày tại nhà từ hai nguyên liệu thiên nhiên. Nguyên liệu thứ nhất đó là gừng tươi. Đây là nhánh gừng của mình. Ngoài gừng ra thì bạn chuẩn bị cho mình một nắm lá tiết tô. Đây là hình ảnh lá tiết tô của chúng ta. Ở cách trị đau dạ dày này, chúng ta chỉ sử dụng hai nguyên liệu này thôi. Với hai nguyên liệu này thì các bạn hãy thực hiện như sau nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện. Đầu tiên chúng ta sẽ sơ chế gừng. Với gừng, bạn hãy gọt sạch cái phần vỏ ngoài của nó đi cho mình. Như vậy mình đã làm sạch cái phần vỏ ngoài của gừng đi rồi. Gừng sau khi được làm sạch vỏ thì bạn thái nó thành các lát mỏng như mình. Như vậy mình đã sơ chế xong gừng. Với tía tô thì bạn hãy rửa thật sạch đi và ngâm qua nước muối pha loãng đi nhá. Tía tô sau khi được rửa sạch thì bạn hãy thái nhỏ nguyên liệu này ra. Sau khi sơ chế xong gừng và tía tô thì bạn chuẩn bị cho mình một cái xô sạch. Bạn cho hai nguyên liệu này vào trong xô. Sau đó bạn đổ vào xô này khoảng 500ml nước lọc. Giờ thì bạn cho xô này lên bếp đun sôi cho mình. Khi nồi nước mà chúng ta đã sôi thì bạn cho nhỏ lửa đi và đun liu riu như vậy từ 3 đến 5 phút để cho các tinh chất có trong gừng và tía tô tiết hết vào nước. Mình sẽ đem hai nguyên liệu này đi đun sôi nhé.
Đây chính là phần nước gừng và tía tô chúng ta sau khi đun xong. Ở cái làm này chúng ta chỉ sử dụng phần nước thôi. Vì vậy mình sẽ gạn lấy cái phần nước ra một cái cốc. Đây chính là cái phần nước gừng và tía tô của chúng ta cho các chị đau dạ dày tại nhà này. Với cái cốc nước này thì bạn sử dụng để uống, tốt nhất bạn nên uống vào buổi sáng trước khi ăn sáng khoảng 2 đến 30 phút. Bạn uống khi nước còn nóng và ấm nhé. Thực hiện đều đặn hàng ngày thì cái tình trạng đau dạ dày nó sẽ thiên giảm đi và nó sẽ khỏi. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn bài thuốc trị đau dạ dày từ gừng và lá tía tô. Hy vọng rằng những cái chia sẻ này của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn thành công và luôn mạnh khỏe. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Và nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì hãy nhấn like, share, comment ý kiến của các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.